Bữa nay thì trong cái chương trình giảng kinh Pháp Hoa của thầy bắt đầu từ bữa nay đến đi là mỗi thứ hai tuần, tức là 7 giờ tối thì thầy giảng để cho tất cả các Phật tử ở các tỉnh thành cũng như ở nước ngoài họ cũng có thể theo dõi và nghe được. Thứ hai này, thứ hai sau là 28 Tết thì vẫn giảng bình thường. Thứ hai tới là 5 Tết thì vẫn giảng. Chứ còn cái buổi tối này thì chúng ta không có nghỉ, giảng liên tục. Các Phật tử hay có thể tới đây nghe được thì tốt, còn không thì ở nhà cứ mở vi tính ra để theo dõi thì được. Trước nhất thì thầy gợi ý cho tất cả các Phật tử biết về cái ý nghĩa của bộ kinh Pháp Hoa. Thông thường thì khi chúng ta đọc tất cả các cái kinh khác thì đến cuối kinh Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật kinh này tên là kinh gì và thọ trì như thế nào, để tất cả các kinh Đức Phật nói là gì. Nhưng mà riêng về cái kinh Pháp Hoa cho chúng ta có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Nó khác đó là cái tên kinh được giới thiệu trước mà Đức Phật nói sau cùng. Nhưng mà gần như từ đầu cho tới cuối thì chúng ta cứ nghe Đức Phật giới thiệu về tên kinh thôi, cứ nói kinh Pháp Hoa thôi. Nhưng mà cái người đọc thì không hiểu kinh Pháp Hoa là gì và nó ở đâu. Cho nên chúng ta chỉ có đọc đi đọc lại 28 phẩm kinh bằng nhiều thứ tiếng, nhưng mà rồi chúng ta cũng không tìm thấy kinh Pháp Hoa là cái gì và ở đâu. Các kinh khác thì Đức Phật đã giới thiệu chúng ta đó là cái gì và phải tu như thế nào. Nhưng mà riêng về kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy cái tên có, nhưng mà không thấy Đức Phật dạy tu như thế nào và cái nào là kinh Pháp Hoa. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên ở đây thì ta xếp kinh Pháp Hoa vào cái kinh mà gọi là bí mật tạng. Cho nên kinh Pháp Hoa nó là cái tạng bí mật, gọi là tạng bí yếu của Như Lai. Và cái này nó là chỉ dạy cho các vị Bồ Tát thôi, còn tất cả chúng ta đó thì chỉ có nghe được cái tên kinh thôi, nghe được cái tên kinh thôi. Các vị Bồ Tát thì có thể hành trì theo kinh và các Đức Phật có thể mới hiểu kinh. Nên chúng ta phải có cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghe được tên kinh mà chúng ta không hiểu, các vị Bồ Tát thì hành trì theo kinh vì Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát, còn tất cả các Như Lai thì mới hiểu được kinh. Cho nên trong cái phẩm phương tiện thì chúng ta thấy Đức Phật nói là dầu hàng thinh văn bích chi Phật đông nhiều như là hạt mè, hạt gạo, đông lấy con số đó để so, hay là đông như cái số cát sông Hằng, hợp lại để mà tìm hiểu về cái nghĩa lý của kinh thì cũng không hiểu. Các vị Bồ Tát thì cũng không hiểu, thì đương nhiên là chúng ta đây chắc chắn là không hiểu rồi. Vì vậy đó mà chúng ta chỉ có một cái là dùng cái niềm tin để vào đạo. Cho nên cái niềm tin là cái cánh cửa để cho chúng ta đi vào. Còn dùng cái trí của con người đó mà hiểu đó, thì chắc chắn chúng ta không hiểu. Lâu ngày nghiên cứu về bộ kinh này và hành trì theo lời chỉ dạy trong kinh thì thầy có phát hiện ra một cái điều mà
có thể nói là khó hiểu và khó vào và rất là nhận, khó tu và cũng khó có kết quả. Có bốn cái khó. Đầu tiên là khó hiểu, cho nên chúng ta không thể hiểu được. Nhưng mà khi chúng ta có niềm tin rồi đó, thì tự nhiên chúng ta nhận được. Nên Đức Phật nói là Ngài Xá Lợi Phất mà cũng phải dùng niềm tin để đi vào đạo, chứ không thể dùng cái trí được. Thì tại sao mà không thể dùng trí được mà phải dùng niềm tin? Chỗ này làm cho chúng ta có cái sự, tức là Kinh Pháp Hoa phải dùng niềm tin để đi vào, chứ không thể dùng trí mà đi vào. Thì như vậy đó là cái đạt tới cái chỗ ta gọi là khôi thân đoạn trí. Người tu theo Kinh Pháp Hoa tới cái chỗ này nữa, đi vào đó. Nên thân này là gì? Tức là xả ngũ ấm thân. Cái người tu này nữa, tức là không kẹt ngũ ấm thân. Không kẹt ngũ ấm thân tức là vượt ra ngoài tam giới. Và ngoài tam giới nó là gì? Tức là cái giới, cái cảnh giới thứ nhất mà mình vượt qua đây đó, là cái cảnh giới mà của lòng ham muốn con người. Cho nên nếu mà cái người mà còn ham muốn, kể cả ham muốn làm Phật đi nữa đó, thì cũng không thể vào được. Đó là cái chặng đường thứ nhất mà chúng ta vượt qua. Cho nên không còn ham muốn nữa, đây gọi là dục giới. Dục giới là thế giới của ham muốn. Mà trong cái thế giới của chúng ta đây đó, gọi là cái thế giới của ham muốn, mà lên tới các quả trời đó, họ sung sướng hơn chúng ta, nhưng mà họ cũng còn ở trong thế giới ham muốn. Họ cũng còn ham muốn, họ còn cái thú vui. Cho nên cái thế giới chúng ta đây đó là có khổ, có vui, cho nên chúng ta muốn bỏ khổ và muốn được vui. Cho nên có những người mà tu theo cái pháp môn tịnh độ mà muốn về cực lạc đó, thì cái trường hợp này cũng là kẹt trong cái ham muốn, cho nên không tới được cái pháp môn. Những người tu thiền mà muốn lên niết bàn thì cái này cũng kẹt trong chỗ ham muốn, cũng không tới được cái cửa. Cái tầng thứ nhất này cũng không vượt qua được. Nhưng mà còn ở trong loài người thì làm sao là không ham muốn? Cái ham muốn này là cái tự nhiên của con người. Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, cái này tự nhiên của nó là như vậy. Tại vì khi mà chúng ta có cái sắc thân này thì lúc bây giờ chúng ta có 5 cái giác quan, hay chúng ta có 6 giác quan. Cái này giác quan thứ 6 tức là ý thức nằm bên trong, mà bên trong cái ý thức này còn có mạt na thức và là gia thức nữa, tức là thức thứ 8 và thức thứ 7 bên trong. Thì như vậy đó, từ cái ngũ ấm thân này mà cho chúng ta có 5 cái giác quan bên ngoài, gọi là tiền ngũ thức. Thành ra tiền ngũ thức thì từ cái tiền ngũ thức này đó, là nó mới tiếp xúc với cảnh giới mà trong Phật Pháp ta gọi là căn tiếp xúc với trần. Căn tiếp xúc với trần thì sanh ra thức, thức thuộc về vọng. Cho nên chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, nhưng mà nằm ở trong cái vọng này đó, thì ta gọi là vọng tưởng điên đảo, tức là không phải thế giới thực. Mà không phải thế giới thực á, thì cái cảnh giới Kinh Pháp Hoa là cảnh giới thực, nhưng mà ta tu không phải cái thực thì làm sao mà tới được kinh. Cho nên chúng ta chỉ có nghe được cái tên kinh thôi, chứ chúng ta không thể nào mà đi vào được kinh. Từ cái chỗ đó đó mà đối với các hàng sinh văn, cái này là Đức Phật mới nói là ba đời các Đức Phật khi xuất hiện thì biết là chúng sanh luôn luôn kẹt vào trong ngũ ấm. Kẹt ấm tức là kẹt ở trong tam giới đó, gọi đó là dục sắc và vô sắc. Sắc tức là vật chất, và vô sắc tức là tâm tưởng. Cho nên chúng ta sống thì thường thường như thế này. Cái ham muốn của chúng ta đó là do đối cảnh mà sanh. Nên Đức Phật nói là do
cái tai chúng ta nghe tiếng thì chúng ta có cái phân biệt tiếng hay và tiếng dở, tiếng dễ nghe và tiếng khó chịu. Mắt chúng ta nhìn thấy cảnh vật, cái cảnh vật ta thích và cảnh vật ta không bằng lòng, đó là do căn mà với trần nó tiếp với nhau đó, thì thường nó sanh ra vậy. Thì bây giờ đó, cái khi mà người tu người ta tới chỗ này, người ta gọi là đối cảnh mà không sanh tâm, hay là đối cảnh mà vô tâm. Đây các Phật tử tu muốn đi vào cái cửa Kim Pháp Hoa tăng đạt ấy. Tức là đối cảnh mà vô tâm. Ví dụ như bây giờ đó, ta ngồi trong giảng đường thế này, mà ta nhìn hết tất cả cái sinh hoạt trong giảng đường mà ta hoàn toàn vô tâm, thì cái này có ai làm được? Rất ít người làm được, hay là thậm chí không có người làm được. Đây ta ngồi ta nghe pháp, nhưng mà bây giờ đó ta nghe những cái tiếng động chung quanh, ta nhìn thấy những người ngồi chung quanh chúng ta, thậm chí tâm cái ta nghe pháp gì nữa, thì chúng ta lại cũng kẹt vô trong. Bây giờ nếu chúng ta nghe pháp mà chúng ta nhìn thấy tượng Phật, ta nhìn thấy pháp sư, thì cái chỗ này là sao? Có sanh tâm không? Tức là đối cảnh sanh tâm rồi. Nhưng mà tốt hơn bước đó, là chỗ này là sanh ra một cái tâm lành, sanh ra cái tâm lành thôi. Tại ta nhìn ta thấy tượng Phật, ta sanh ra cái tâm cung kính Đức Phật, cũng sanh tâm, nhưng mà sanh ra tâm cung kính. Ta thấy một con ác quỷ, chúng ta cũng sanh tâm, nhưng mà sanh ra sợ hãi. Chúng ta thấy một cái gì đó đều sanh tâm. Cho nên cái phương tiện của Đức Phật là biết ở trong cái tam giới này nữa, khó có thể mà không sanh tâm được. Tức là đối cảnh là sanh. Vì vậy đó mà Đức Phật mới mượn cái cảnh thiện để thay cho cảnh ác. Nên trên bước đường tu chúng ta đó là mượn cảnh. Cho nên ở đây là phương tiện là như thế. Cái phương tiện là mượn đó, chứ không phải thực. Cho nên mượn như thế nào? Thì lúc bây giờ đó, chúng ta thay vì cái chợ là cái chỗ mà tập trung người, bây giờ chúng ta đổi cái chợ thành cái chùa này, phải không? Người ta đi vào chợ cũng đi vào chỗ đông người, mà ta đi vào chùa cũng ta cũng đi vào chỗ đông người. Nhưng mà vào chợ chúng ta sanh cái tâm khác, mà vào chùa chúng ta sanh tâm khác. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chùa cũng là cái phương tiện thôi. Cái tượng Phật cũng là phương tiện thôi. Kinh tụng cũng là phương tiện. Tất cả những cái này là những cái phương tiện để thay cho một cái khác, chứ nó không phải là thật. Nên đối với cái hàng nhị thừa mà Đức Phật bảo là vì những người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế, cái hàng thanh văn nói pháp tứ đế, thanh tứ đế này tức là phương tiện của Đức Phật. Thanh tứ đế là phương tiện của Đức Phật. Thì từ cái phương tiện này nếu mà nó dẫn chúng ta lần lần đi vào cái cánh cửa Kinh Pháp Hoa. Nó dẫn bằng cách nào? Tức là trong cái tứ thánh đế này, đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta về bốn cái việc nhận thức trên cuộc đời này. Một là khổ, hai là nguyên nhân của khổ, ba là cảnh giới Niết Bàn, bốn là con đường dẫn tới Niết Bàn, dẫn tới an lạc giải thoát. Đối với con người, Đức Phật chỉ dạy chúng ta bốn cái điều này. Phải nhận thức được ở trên cuộc đời này là khổ, sống trên cuộc, sanh ra trên cuộc đời này là khổ. Tại sao vậy? Cái khổ này nhé, là ta phải giành giật với cuộc sống, ta phải vật lộn với cuộc sống. Thậm chí Đức Phật nói là vì miếng ăn mà tất cả các loài nữa, nó phải tranh giành và giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Cho nên trong cuộc sống này nữa, là một cái sự mà cạnh tranh, giành giật và tự gây khó khăn cho nhau nhiều hơn. Cho nên sống trên cuộc đời này thì chúng ta thấy sanh ra là khổ rồi đó. Nếu mà chúng ta có kiếm được thức ăn và chúng ta có một đời sống tương đối
mà khá hơn tất cả những người khác. Nhưng mà rồi tới cuối cùng thì chúng ta lớn tuổi một chút, tuổi càng lớn thì sức lực chúng ta càng kém, chúng ta cảm thấy khổ hơn. Cho nên những cái nỗi khổ nó bao bọc chúng ta đó, theo cái tuổi đời càng lớn lên thì cái khổ về cuộc sống chúng ta đó, nó bắt đầu phát triển. Cho nên Đức Phật nó là khổ, sanh khổ rồi già khổ, mà già rồi nó kế theo đó là bệnh. Cho nên già là thường hay sanh các bệnh. Cho nên các cụ già mà thường thường tới chùa nó bây giờ tới thăm thầy mà nó bây giờ nó giờ thưa thầy con quỳ không được, nó đau cái gối quá quỳ không được, quỳ được mà con đứng dậy không được nữa, khổ bệnh mình thấp khớp. Rồi tới cuối cùng là gì? Chết, phải không? Chết thì không biết về đâu. Cho nên chết trong cái lo âu và chết trong cái sợ hãi, chết trong cái hoài nghi. Cho nên thường là ta như vậy. Rồi từ cái chỗ này mà dẫn chúng ta tái sanh, chúng ta không biết đi về đâu hết. Đây là cái cuộc sống của con người. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta, từ khi sanh ra chúng ta khổ, lớn lên chúng ta khổ, già chúng ta khổ, bệnh chúng ta khổ, và chết chúng ta cũng khổ, và ngũ ấm thân tức là hồn ma bóng quế cũng khổ, đi lang thang này khổ, đi lang thang rồi đó, gặp một cái chỗ nào đó gá vô để sanh ra. Nhưng mà khi gá vô để sanh ra ở trong tứ sanh lục đạo thì ta nhìn kỹ ta thấy sanh ra các loài khác nhiều hơn. Trong loài người chúng ta rất khó, cho nên Đức Phật nó sanh được làm người là khó. Thì chỗ này ta thấy rất là rõ. Tay ta nhìn kỹ rồi ta thấy các loài khác sanh nhiều hơn. Nhưng bây giờ ta nhìn ta thấy cái loài gì? Loài mối, kiếm sanh nhiều hơn, phải không? Thành ra một con mối chúa thôi mà một ngày sanh ra được bao nhiêu con mối con. Cho nên ta tìm cách ta gọi là diệt mối, diệt kiếm, ta diệt nhưng mà có hết đâu. Sanh ra kinh khủng. Rồi nhìn kỹ ta thấy loài cá cũng sanh ra kinh khủng. Cho nên một con cá mẹ có thể một năm sanh ra cả ngàn con cá con, cả vạn con cá con. Khi mà qua bên chùa Uyên Nghiêm, thầy nhìn thầy thấy có con cá mà nó dắt đi một đàn cá con, sanh một lần như vậy đấy, cả ngàn con như vậy. Thành ra sanh vô các loài này dễ hơn, sanh vô các loài này nữa là dễ hơn. Hay là chúng ta sanh ra làm cái con phù du thì này dễ hơn nữa. Phù du sanh nhiều, phù du hay là bây giờ ta thường gọi là con rầy nâu, phải không? Thế nên rầy nâu thì sanh ra nó sanh ra rất nhiều, các loài này nó sanh ra rất nhiều. Cho nên nó chết rồi mà sanh của các loài này nữa thì dễ vô cùng. Phần lớn chúng ta lọt của chúng ta, tội nặng chúng ta lọt. Nhưng mà từ ở trong cái loài này đó mà sanh ra các loài khác đó, chúng ta phải khó rồi. Nên sanh ra như trâu bò đó thầy thấy cũng khó. Trâu bò mỗi một năm chỉ sanh được một con thôi chứ đâu có thể sanh nhiều hơn được. Trâu bò cũng không sanh nhiều, các loài này không sanh nhiều. Cọp beo có thể sanh ra 2-3 con, nhưng mà trâu bò thầy thấy cũng chỉ có một con. Rồi đến sanh vô loài người chúng ta nữa thì cái này còn lại hạn chế. Vì vậy đó mà Đức Phật nó được sanh làm người này rất là khó. Thì con người chúng ta đây là có những cái điều kiện mà tốt nhất để tu hành, để đi lên được. Nhưng mà các loài khác nó khó lắm. Các loài khác nó tùy theo nhân duyên mà sanh quá. Tại vì các loài khác nó chưa có được cái chủ đích để mà thọ sanh, hay nói cách khác là không có trí tuệ. Nên con bò, con trâu, con gà, con vịt thì không có trí tuệ. Hầu hết là sống theo bản năng. Nhưng mà con người nữa thì lại hơn loài vật ở một chỗ là có bản năng nhưng mà cũng có trí tuệ, dùng trí tuệ để khắc phục cái bản năng con người để trở thành tốt đi. Tức là có những con người nhưng mà sống với cái bản năng
Thì cái trường hợp này đó là trở thành đó phi đạo đức. Nên vì cái đạo đức, mà cái đạo đức này là gì? Tức là nhờ có trí tuệ mà khắc phục cái bản năng chúng ta, những cái ham muốn mà không tốt của chúng ta, hạn chế những cái điều xấu ta để chúng ta trở thành người tốt. Cho nên chỉ có loài người chúng ta tu được thôi. Cái loài người chúng ta nó mới có thể tu được, có thể thành hiền, thành thánh được, thành Phật được. Các loài khác không đến. Sanh lại là người chúng ta nên khó, khó hơn tất cả các loài khác. Nhưng mà được gặp Phật Pháp thì lại khó, khó nữa. Tại gặp Phật Pháp thì bây giờ nó lâu lắm mới có một Đức Phật ra đời. Lâu lắm mới có Đức Phật ra đời. Mà cái khoảng giữa của Đức Phật này đó, thì giáo Pháp nó lưu truyền ở chỗ này có, chỗ kia không có, chỗ kia có, chỗ nào không có, nó luôn 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 chuyển. Cho nên nếu mà chúng ta sanh ra ở tại Việt Nam mà 100 năm trước đó, thì chắc chắn chúng ta khó có nghe Pháp được. 100 năm trước thì cái này rất là khó. Tại vì 60 năm trước đó, thì bây giờ Hòa Thượng Khánh Hòa mới phát động cái phong trào và chấn hưng Phật giáo. Chấn hưng Phật giáo thì lúc đó nó mới có thuyết giảng kinh Pháp. Nhưng mà phải đợi đến năm 1955 ấy, thì cái giảng đường này mới thành lập, mới có thuyết pháp. Tên ai mà sanh trước 55 ấy, thì cái trường hợp này không biết, không có điều kiện để nghe Pháp. Tên ai 1955 ấy, thì thầy nhớ chùa Xá Lợi mới thành lập. Năm 1957 ấy, thì giảng đường này mới thành lập. Trước đó khó có chỗ nào mà có giảng kinh thuyết pháp. Mà trong lúc đó thì giảng đường ở quan này giảng kinh mỗi một lần Hòa Thượng Thiện Hoa giảng thì thầy thấy chừng 5-30 người tới nghe thôi, chứ không thể có đông như thế này. Nên chúng ta thấy cho nên khó. Nếu mà chúng ta sanh ra 50 năm về trước, 100 năm về trước thì cái trường hợp này khó được gặp Phật Pháp. Nhưng mà gặp Phật Pháp thì đa số chúng ta gặp cái gì? Cho nên chúng ta gặp Phật Pháp về hình thức. Cho nên đa số các Phật tử khi mà đi tới chùa đó thì chỉ tụng kinh. Đi tới chùa đó thì chúng ta chỉ tụng kinh, chúng ta chỉ lại Phật, rồi chúng ta cầu nguyện cái gì đó chúng ta về. Chứ không ai khai thị chúng ta, không ai giải thích cho chúng ta, không ai chỉ cách chúng ta tu để mà đi vào đạo được. Cho nên vào chùa thì có, nhưng mà vào đạo thì không. Đây không vào đạo được. Đạo này tức là cái cánh cửa của tâm mở ra để mà chúng ta thấy được cái chân lý. Cái này chứ. Còn đa số chúng ta tới, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chắc chắn là cánh cửa tâm không mở ra. Cho nên chúng ta chỉ sống với cái cầu nguyện, chứ còn chúng ta không thể thấy được chân lý. Chân lý chỗ này là cái sự thật của cuộc sống này. Sự thật của cuộc sống này trong Kinh Pháp Hoa mới nói gọi là thật như thị. Ta nên như thị tức là cái tướng chân thật của sự vật, gọi là thật tướng. Nhìn thấy được thật tướng của các Pháp, tức là cái tướng chân thật của nó. Nhưng mà phần nhiều là chúng ta thấy cái giả tướng. Ta đang thấy cái giả tướng bên ngoài, chứ chúng ta không thấy được tướng thật của bên trong. Cái con người chúng ta, cái thật ở bên trong đó, cái bản chất bên trong đó, cái này mới quan trọng. Nhưng mà ít ai thấy được cái bản chất của con người bên trong, lại chỉ thấy cái hình tướng giả bên ngoài thôi. Ta nên thấy được cái giả thân, không thấy được chân thân. Thấy được cái giả tướng mà không thấy được cái tướng thật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta trải qua nhiều chùa và trải qua một thời gian dài để mà chúng ta đi tìm để nhận. Thì thầy nói cái này rất là khó. Cho nên làm người khó rồi mà được gặp Phật Pháp thì khó hơn, mà được thầy khai ngộ thì khó hơn nữa. Tức là chỉ cho mình cái cách tu thực tập làm sao mà đoạn trừ phiền não và chứng được cảnh giới Niết Bàn, hay là thấy được thật tướng các Pháp, nhận ra được những kiếp tái sanh của mình về sau. Cái điều này là cái điều mà vô cùng khó.
Mà cái thân Đức Phật muốn dạy chúng ta là dạy cái đó, chứ không phải dạy chúng ta đi lễ Phật rồi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta van xin. Cái này các tôn giáo khác làm. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta nó gọi là phương tiện, tức là mượn. Thế nên mượn cái này, mượn cái mà thầy nói là cái chùa để thay cho cái chợ thôi. Nếu mà không có cái chùa để chúng ta tụng niệm lễ bái, chúng ta tu hành đây đó, thì tất cả các Phật tử sẽ đi vào chợ, phải không? Hoặc là đi vào sòng bạc, hoặc là đi vào những cái chỗ vui chơi khác. Mà tất cả những cái chỗ vui chơi và những cái chỗ này đó, hầu hết đó, là tạo thêm cái ác nghiệp chúng ta hơn, tức là tăng trưởng ác nghiệp. Cho nên đó, ở đây là cái phương tiện, nên mượn cái cửa phương tiện để đi vào đạo, chứ không phải là thật. Thì như vậy đó, cái tứ thánh đế dạy cho hàng tinh văn này đó, là từ con người, từ một cái con người đầu tiên đó, Đức Phật dạy cho họ nhận thức được thân cuộc sống của họ. Cuộc sống của họ đây là gì? Là khổ. Tức là từ khi sanh ra cho tới khi nhắm mắt lìa đời là khổ. Những người trước ta đó, họ cũng sanh ra rồi họ cũng chết mất đi trên cuộc đời, họ cũng khổ. Những người nghèo khó, khổ đã đành. Những người giàu có, quyền thế, khổ, khổ hơn. Nên chúng ta thấy vua chúa đâu phải sướng không? Tất cả những cái việc mà xảy ra trong triều đình, ở trong cung điện, thì cái trường hợp này chúng ta thấy còn khó khổ vô cùng. Cái lịch sử loài người chúng ta kéo dài từ thời tiền sử cho tới bây giờ nữa, là tất cả các thời kỳ là đều tranh giành và giết hại lẫn nhau, lừa dối nhau, tất cả đều khổ. Đây là một cái sự thật mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta. Thì bây giờ đầu tiên Đức Phật muốn chúng ta nhận thức được cái cuộc sống này nó là như thế. Dù làm gì đi nữa đó, thì kết cuộc rồi chết thôi. Đây là một chân lý đó. Con người chúng ta chỉ sống trong một giai đoạn nào đó, rồi cái này chúng ta bỏ đi, bỏ thân này. Nhưng mà làm cho chúng ta nhận thức thêm cái gì trong Phật Pháp nhận thức. Cái thân giả hộp này đó, nó sẽ tan đi, nhưng mà còn có một cái gì đó không mất. Không còn một cái gì đó không mất. Cái đó là cái linh hồn chúng ta để chuyển hóa những cái kiếp kế tiếp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là từ trong những kiếp quá khứ mà ta chuyển luân lần cho tới cái hiện tại này, chúng ta có cái hình hài này. Cái hình hài này là do cái kết quả những cái kiếp từ quá khứ ta dẫn tới đây. Và khi kết thúc cái này đó, thì chúng ta lại chuẩn bị có một cái thân kế tiếp sau. Giữa một cái tiền ấm và cái hậu ấm, tức là giữa cái thân này và cái thân sau đó, cái khoảng giữa chúng ta có cái trung ấm thân gọi là ma. Cái thân trung ấm là ma, tức là chưa có cái xác nhưng mà chỉ còn cái hồn. Mà cái hồn này chủ yếu là gì? Tức là cái thần thức. Cái hồn đó tức là cái thần thức. Cho nên thần thức đó là do kết hợp tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trên cuộc đời này. Ta tiếp nhận trên cuộc đời này dùng lại cho chúng ta cái hiểu biết. Mà thường là cái này ta gọi là cái kinh nghiệm cuộc sống của con người. Cho nên cái hồn này nó tùy theo cái nghiệp của nó khi còn sống, mà nó sẽ sống trong khoảng thời gian khi nó chưa có xác. Ví dụ như bây giờ ở trên cuộc đời này ta sống quá đau khổ, thì khi mà chúng ta chết rồi đó, linh hồn này linh hồn đau khổ. Trong lúc mà chúng ta chết đói khát, thì khi mà cái linh hồn này đó, nó cũng trở thành ma đói. Ma đói tức là ngạ quỷ. Cho nên có những người nếu mà họ chết dưới nước thì phần nhiều đó họ có cảm giác họ bị lạnh lẽo. Tên họ về họ kêu người thân họ, họ nói lạnh quá. Đây là sự, cái này linh hồn, tức là cái thần thức. Thần thức là cái cảm giác của chúng ta khi chúng ta chết, khi chúng ta còn sống. Cái này dồn trở lại nó thành ra một thứ. Vì vậy đó mà chúng ta vào băng đá thì chúng ta cảm thấy lạnh, mà vào lửa chúng ta cảm thấy nóng. Ta cảm thấy nóng. Thì cái này đó, là cái biết của con người. Cái biết của con người. Cho nên đó, khi mà chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta nằm mơ nữa, phải không? Nằm mơ đó, thì lúc bây giờ để chúng ta thấy mình rớt xuống sông.
Cái này là thầy có những cái lần như vậy, cảm thấy mình rớt xuống sông, mình bị chìm xuống, mình bị chìm xuống sông, mình cảm thấy đây mình rớt xuống sông, mình bị chìm xuống mà mình sẽ chết. Nhưng mà sao lúc bây giờ không chết? Cho nên biết là cái hồn không chết được, biết cái hồn không chết. Nhưng mà trên thực tế cái xác này mà rớt xuống sông, chìm dưới nước á, nằm dưới đáy nước thì chết rồi như đó. Nhưng mà sau này mình bị rớt xuống sông, mình chìm xuống, mình nằm ở dưới đáy sông, nhưng mà mình không chết. Rồi một lát nữa đó, thấy không chết mình lên được. Cho nên đó, mới biết được là cái hồn không chết. Rồi nó có những lần đó, mà mình cảm thấy mình bị lửa đốt, bị cháy. Nhưng mà lửa đốt cháy là tại vì cái thức của mình đó, mình biết là nóng. Nhưng mà bây giờ đó, thiệt ra cái hồn làm sao mà nóng, cho nên cái hồn đốt cũng chết được. Từ chỗ này chúng ta mới thấy được đó, trong cái xác này đó là sinh diệt, nhưng mà còn cái linh hồn bất tử ta có ở bên trong, nó có cái này. Vì vậy đó mà mỗi một kiếp chúng ta sanh trên cuộc đời này, ta bảo là thay đổi cái xác. Thay đổi cái xác cũng giống như mà chúng ta thay đổi cái áo. Cho nên trong một đời này của chúng ta đó, chúng ta thay bao nhiêu cái áo, phải không? Thay đổi bao nhiêu cái áo này cũ chúng ta thay áo khác cũ ta thay áo khác nữa. Thì cái thân mạng này đối với linh hồn chúng ta cũng giống vậy. Cho nên linh hồn nó mang cái áo, cái xác này vô, rồi cái xác này mục rồi nó bỏ, thì nó lại tìm một cái xác mới để mà sanh vô. Rồi cái xác nó mục bỏ, sanh vô xác khác. Cho nên từ vô thủy cho tới ngày nay. Nhưng mà cái hiện tại này là cái kết quả của từ vô thủy kiếp về trước cho tới đây. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, nhìn thấy cái xác hiện tại này của chúng ta mà biết được ở trong những kiếp trước chúng ta. Ta nên biết bằng cách nào? Bảo là sanh ra con người thì tất cả đều là con người hết. Nhưng mà cái hoàn cảnh sống của con người đó không ai giống ai hết. Cái suy nghĩ của con người cũng không ai giống ai hết. Cái tánh tình của con người cũng không ai giống ai hết. Tại sao vậy? Là tại vì kết hợp cái nghiệp thức của nó từ vô thủy tới bây giờ. Thậm chí sanh chung trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, nhưng mà những đứa con đó, mỗi đứa có một tánh, mỗi đứa có một cái hình thù khác nhau, có một cuộc sống khác nhau. Thì như vậy đó, cho nên chúng ta biết nghiệp duyên từ quá khứ. Cái nghiệp duyên từ quá khứ cho nên dẫn chúng ta thọ sanh trên cuộc đời này. Thì bây giờ đó, những người mà biết đi chùa, biết lễ Phật và biết tụng kinh, biết nghe pháp như thế này đó, là những người cái nghiệp duyên từ quá khứ ta là gì? Nên từ quá khứ chúng ta cũng là một Phật tử rồi, chúng ta cũng từng đi chùa rồi, chúng ta cũng từng lễ Phật rồi, chúng ta từng tụng kinh rồi. Cho nên khi mà sanh lên làm người thì chúng ta có cảm giác nhìn thấy chùa hình như là quen quen, phải không? Hình như cái chùa này quen quen, chúng ta hình như ta có tới đây lần rồi. Rồi đó, nhìn thấy thầy hình như thầy này mình cũng quen rồi. Cho nên có nhiều người nó thưa với thầy bảo rằng họ nhìn thầy sao họ thấy quen quá, phải không? Mà chưa gặp lần nào hết nhưng mà thấy quen. Thì thầy nói là quen trong những kiếp quá khứ. Cho nên những người này là những người quen trong kiếp quá khứ, cho nên ngày nay nhìn thấy mặt đó, hình như quen. Rồi nghe cái giọng nói đó cũng hình như quen nữa. Rồi cái cách mà thuyết pháp đó nghe hình như là cũng quen nữa. Cho nên từ cái chỗ này đó, chúng ta mới thấy quyết thuộc. Cho nên có những người thì đi nghe được cái vị pháp sư này mà không nghe được vị khác. Có những người tu cái pháp này mà không tu được pháp khác. Tại sao vậy? Cái này là nghiệp duyên từ quá khứ. Tại vì trong quá khứ chúng ta chuyên tu tịnh độ, chúng ta chuyên niệm Phật Di Đà, thì trong cái kiếp này ta nhìn ta thấy, thấy cái tượng Phật Di Đà, chúng ta cảm niệm. Cho nên tự nhiên các Phật tử đọc cái câu mà cha lành vốn thiệt Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Đây là cái độ cảm chứ. Cái người tu về pháp môn niệm Phật họ có cái cảm như thế. Thì cái người mà cảm thật á, từ ở trong lòng của họ là gì? Cái người này đã từ tịnh độ sanh lại.
từ tịnh độ của Đức Phật A Di Đà họ sanh lại cõi này, cho nên họ coi Đức Phật A Di Đà đó là cha lành của họ. Có những người khác niệm thì niệm chứ đâu cảm nè. Những người mà niệm Phật cũng lần chuỗi nhưng mà không có cảm Đức Phật A Di Đà như là cái người cha tinh thần của mình á, thì cái người này niệm kết quả tu cũng kết quả mấy đâu. Đây là trên bước đường tu. Và tại vì cái người kia ở trong những kiếp quá khứ họ đã từng niệm Phật, đã từng tu rồi, cho nên lúc bây giờ đó họ nghe cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà họ liền cảm, coi như đó là cha mình. Cha này ta gọi là cha tinh thần hay là cha linh hồn. Cho nên cái linh hồn của mình với cái linh hồn của Đức Phật A Di Đà nó đã có một cái sự cảm thông với nhau. Hay nói một cách khác là mình ở từ trong thế giới đó mà sanh lại thế giới này, ở thế giới đó sanh lại thế giới này, cho nên lúc bây giờ đó mình nhìn thấy đó, mình hình như là quen, thân quen. Cho nên kinh Pháp Hoa mà ta đọc đó, tới cái phẩm tính giải thì chúng ta mới thấy các vị đại A La Hán mới nói với Đức Phật đó, cái câu chuyện là bỏ cha trốn đi, tức là cùng tử. Cho nên cùng tử bỏ cha trốn đi, cho nên lúc bây giờ nhìn gặp lại đó, chúng ta có cảm nghĩ là quen chứ. Các vị Thánh A La Hán này nhìn thấy Đức Phật đó, là thấy là quen. Vì là quen là thân, cho nên đó, họ từng là giáo chủ của các tôn giáo khác mà tự bỏ cái ngôi vị của mình để đi theo Đức Phật. Những người làm vua làm chúa nhưng mà họ thấy Đức Phật họ cũng thể bỏ cái ngôi vị vua chúa họ đi theo Đức Phật. Đây là quen, quen từ ở trong cái linh hồn. Thì ở trong kinh Pháp Hoa đây chúng ta gọi là gì? Tức là có trồng căn lành ở các Đức Phật từ quá khứ rồi, cho nên bây giờ tự nhiên căn lành chúng ta phát lên. Cái người có căn lành rồi thì tự nhiên cái căn lành này phát lên. Còn nếu mà không có trồng căn lành ở trong Phật quá khứ đó thì bây giờ để chúng ta cũng gặp Phật nhưng mà ta không phát được. Vì vậy đó mà có những người họ cố gắng họ đưa gia đình họ, đưa con cháu họ đi chùa nhưng mà nó không cảm. Tại vì nó chưa trồng căn lành ở trong quá khứ cho nên nó nhìn thấy nó không cảm. Ngược nó lại đó, nó là quan gia nghiệp chướng của mình, phải không? Quan gia nghiệp chướng của mình cho nên nó sanh vô gia đình mình để nó báo. Cái này là nghiệp chướng đó. Tức là đời trước đó, mình giật nợ của nó, cho nên nó bị nó hận cái này, nó sanh vô trong gia đình mình đó, để mà nó đòi. Nó sanh vô gia đình mình để nó đòi cái nợ kiếp trước. Đây là chúng ta sanh ra những đứa con phá của. Cho nên những đứa con phá của này đó mà các Phật tử thử dắt nó tới chùa, biểu nó lại Phật, biểu nó nghe kinh, nó không nghe được, nó không lại Phật được. Nhưng mà nó thấy mình để tiền để của đâu đó thì nó sẽ lấy nó đi, đi theo nghiệp của nó. Nếu mà cái nghiệp của nó cờ bạc thì nó sẽ đi vào chỗ cờ bạc. Cái nghiệp của nó làm cái gì đó thì nghiệp nó sẽ dẫn cái đứa này đi vào chỗ đó. Còn chúng ta dẫn ngược nó lại về chùa nữa, cái này rất khó. Còn có những đứa con mà đây ta gọi là quyến phục Bồ Đề, cho nên nó sanh ra nó nghe cha mẹ tụng kinh nữa, nó biết. Nó nghe cha mẹ tụng kinh nó biết rồi, nó lóng tai nó nghe mặc dù nó nói chưa được. Rồi nó nhìn cái tượng Phật á, nó thấy như là thân quen. Đưa nó đi tới chùa đó, nó cảm thấy nó vui. Đây chúng ta biết những đứa này có trồng căn lành, có trồng căn lành ở chư Phật quá khứ. Vì vậy đó mà trong kinh Pháp Hoa ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó là cái điều thứ nhất á, là phải có trồng căn lành. Có trồng căn lành ở chư Phật quá khứ thì trong cái kiếp này đó, sanh lên chúng ta gặp Phật chúng ta mới phát tâm và chúng ta mới có thể tu được. Cái này là pháp sức là gì? Từ có căn lành cho nên đó, chúng ta mới sanh khởi niềm tin, mà từ cái chỗ tin này đó thì chúng ta đi vào đạo được. Đó là cái chính mà trên bước đường tu chúng ta đi. Cho nên đó, đối với tất cả những cái người mà sanh trên cuộc đời này đó, Đức Phật muốn độ họ là phải dùng cái phương tiện đó để nói cho họ cái khổ và cũng dạy cho họ cái phương pháp để mà thoát cái khổ này chứ. Cho nên phương pháp khác thoát khổ này đó, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy cho các hàng tinh văn là chỉ tu 37 trời đạo phẩm thì liền thoát được cái khổ này.
tức là ra khỏi tam giới. Cho nên ra khỏi tam giới không bị ngũ hành chi phối nữa. Đây là trên bước đường tu, cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta cố đạt được. Tức là ra khỏi tam giới, tức là không còn ham muốn, không còn bị vật chất cám dỗ, cũng không còn có những cái suy nghĩ mà mông lung nữa. Đây là ba cái điều quan trọng đó, dục sắc và vô sắc. Cho nên vô sắc cho nên ở đây ta sống với thức, ta sống với thức đó. Thì bây giờ đó, ba cõi ra khỏi rồi, cho nên ba cõi ra khỏi không còn bị ngũ hành chi phối. Ngũ hành ta gọi gì? Tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cho nên tất cả những người tu hành thì không thể nào mà đoán số mạng của họ được hết. Tại vì họ ra ngoài ngũ hành, họ bị ngũ hành chi phối. Cho nên không có ông thầy bói, ông thầy tướng nào mà nói ông thầy tu đúng được. Ông thầy tu thì không thể nào nói được. Tại vì họ sống ngoài ngũ hành, không bị ngũ hành chi phối, họ sống ngoài ba cõi. Họ không có một cái lòng ham muốn. Tại vì khi mà chúng ta còn cái lòng ham muốn thì lúc bây giờ đó ông thầy bói đó, ông mới nhận ra được cái ham muốn chúng ta, họ nói theo chúng ta thôi. Cho nên ma chỉ biết tới đây thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta không ham muốn nữa, trong lòng chúng ta không nghĩ cái gì hết, thì bây giờ thầy bói thấy đâu để nói? Cho nên không thấy được. Mà không thấy được thì không thể nào đoán chúng ta được hết. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta nhận ra được. Cho nên đầu tiên đối với con người ở trong cái cảnh khổ này, mang cái thân này vô khổ, sống trong xã hội này khổ, Đức Phật cái dạy cho họ 37 trợ đạo phẩm này để thoát ly cảnh khổ. Đó là cái pháp môn mà ta coi như là căn bản nhất của đạo Phật. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật rút gọn lại vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ thánh đế, để cho họ chứng được cái niết bàn. Tên chứng được niết bàn, ra khỏi sinh tử đi, thì đây là cái bước đầu. Nhưng mà vì cái hàng trí thức mà nói 12 nhân duyên để cho họ quán tưởng, để họ nhận ra được. Cho nên trong 12 nhân duyên thì các Phật tử biết nó là gì? Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thuyết danh sắc, danh sắc lục nhập, lục nhập sinh xúc, xúc thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, rồi hữu sanh sanh, rồi lão, bệnh tử, phải không? Ưu bi khổ não. Đây một loạt, tức là kết quả cũng là khổ thôi. Tức là bây giờ chúng ta mới, cái người mà có cái trình độ để mà quán tưởng, thì Đức Phật dạy họ quán này. Quán tưởng tức là cái con người chúng ta từ đâu mà có trên cuộc đời này, từ đâu mà có trên cuộc đời này, thì bây giờ chúng ta quán tưởng thôi. Rồi đó, đi một vòng này gọi là thuận. Thuận rồi đó, bây giờ đi vòng nghịch trở lại. Ta đi vòng nghịch lại thì cái trường hợp đấy bảo là vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt. Mà cái khi nói như vậy đó thì đôi khi đó các vị nghe nhưng mà cũng khó hiểu. Bây giờ nói cái vấn đề vô minh đó, cái vô minh không đó, thì chúng ta không hiểu cái vô minh là gì nữa. Tại vì tất cả những cái người mà chưa đắc thánh quả là điều do vô minh hết. Tức là khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này đó, mà ta không biết trước, thì cái trường hợp này là vô minh rồi. Cho nên tất cả các vị thánh đó, thì họ sanh ở đâu họ biết không? Tức là họ có chủ đích. Khi họ sanh trên cuộc đời này để họ làm cái gì, họ đã có chủ đích. Mà cái khi làm xong việc đó thì họ lại trở về với cái thế giới của họ. Còn chúng ta sanh ra không biết được, cho nên bị nghiệp dẫn, do đó mà vô minh. Vô minh tức là do mình mù, mình đuôi, mình không thấy, cho nên mình đi để mình lọt xuống cái hố, hố sâu, hố cạn, cái này là tùy mình. Cho nên mình sanh ra trên cuộc đời này nữa, ta đã có người tự nhiên đi, phải không? Đi đầu thai nữa, cho nên linh hồn mình đi. Thế bây giờ nó đi tới chỗ đó nhỉ, chung nhầm vô cái bụng heo thì sanh ra làm heo con, phải không? Bụng chó thì sanh ra làm chó con. Tức là sanh ra trong các loài đó, mà may mắn ấy mình sanh vô loài người đó, thì mình mới làm con người. Cái này là hoàn toàn là vô minh hết.
Còn nếu mà mình minh tức là sáng, mình sáng suốt, mình biết rồi, mình nhận ra được, mình biết đó, đây là người, đây là thánh, đây là Phật, đây là súc sanh, đây là ngạ quỷ, mình biết cái chỗ này hết, cho nên thì gọi là minh. Minh là sáng, còn vô minh là tối. Cho nên vô minh là tối, cho nên mình không thấy. Mình thấy thì mình đi, nó rớt vô đâu thì rớt. Cho nên khi đi đào thai mình không chủ động. Ở đây đó, tất cả các Phật tử mình có ai chủ động? Thầy nghĩ là may mắn thôi. Tức là sanh ra được làm người là may mắn cho mình, rồi sanh ra được gặp thầy cũng may mắn cho mình, phải không? Cái này may mắn chứ. Bây giờ có biết thầy ở đâu mà tìm? Cho nên ở đây là cái nhân duyên của chúng ta đó, cái nhân duyên đối với đạo, đối với kinh đó, mà bây giờ chúng ta mới có hiện hữu trên cuộc đời. Cái chúng ta gọi là may mắn, mà Đức Phật gọi đây là nhân duyên. Cho nên nhân duyên cũng là nghiệp dẫn, nhưng mà nhờ căn lành đời trước chúng ta dẫn. Cho nên căn lành chúng ta dẫn đường chúng ta đi. Ta mù, ta không thấy đường, nhưng mà sao? Nhờ những kiếp trước ta tu, phải không? Nhờ những kiếp trước ta tu. Cho nên bây giờ đến khi mà chúng ta tu rồi đó, thì bây giờ khi ta chết, cái hồn ma chúng ta nó vẫn tu chứ. Thầy trên bước đường tu đó, thầy thấy rõ đó. Bình thường thế này thì tụng kinh niệm Phật, nhưng mà trong giấc ngủ thì thầy vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Cho nên em bảo rằng cái trung ấm thân cái đó vẫn tu. Mà cái trung ấm thân này vẫn tu thì thường khi mà chúng ta tu như vậy rồi thì sao? Các vị nằm mơ thấy sao? Nằm mơ thấy đi chùa, nằm mơ thấy nghe pháp, nằm mơ mà thấy Phật, phải không? Thì cái trường hợp này nữa, cũng cái nghiệp chúng ta dẫn, nhưng mà do cái nghiệp thiện ta dẫn. Đây là căn lành dẫn ta đi. Tại vì bình thường ta có tu, cho nên lúc bây giờ nữa, cái khi mà ta chết rồi, hay là trong lúc ta ngủ mê nữa, thì cái trường hợp này cái nghiệp dẫn ta chứ. Cho nên bình thường ai thích đi chợ thì tối ngủ nằm mơ thấy đi chợ. Ai đi chùa thì nằm mơ thấy đi chùa chứ. Đây là sự thật. Cho nên khi chúng ta đi đào thai, tuy là chúng ta vẫn còn bị vô minh, nhưng mà nhờ thiện nghiệp dẫn. Nhờ thiện nghiệp dẫn. Cho nên ví dụ như bây giờ như thầy, thì bây giờ nó đời trước cũng tu, đời trước cũng làm hòa thượng rồi. Cho nên khi chết rồi đó, thì bây giờ đi lang thang biết đi đâu, biết không? Cho nên đi lang thang, mang cái trung ấm thân đi lang thang biết đi đâu. Cho nên đi về ở trên cái vùng Củ Chi, phải không? Đi về trên vùng Củ Chi đó là nhìn mới thấy ở trong nhà của thầy nó có thờ cái tượng Phật Bà Quan Âm. Là tại vì đời trước mình tu, cho nên nhìn thấy cái tượng Phật này mình thấy, tự mình cảm. Cho nên ai mà có căn lành thì thường thường thấy tượng Phật, thấy Phật ta cảm niềm tức. Cho nên lúc bây giờ đó, thấy tượng Phật mình cảm rồi vô đó lại nghe ông cụ thầy đang tụng kinh Phổ Môn. Tại vì đời trước cũng tụng kinh Phổ Môn, cho nên cái khi mà mình nghe kinh làm như là quen thân mình thích ở chỗ này. Cho nên ở đó nghe rồi cái khi mà bà cụ thầy mang thai thì chung vô. Chung vô sanh ra không biết, phải không? Cho nên Đức Phật đó, cái khi mà nghiệp lành chúng ta dẫn đi thì chúng ta vào cái nhà đó có tu. Khi chúng ta còn cái thức mà, cái thần thức không thấy đường, không biết, nhưng mà nghe chỗ nào có tụng kinh, có thuyết pháp đó, thì chúng ta tới. Ta sanh vô, ta làm nguyên thuộc. Cho nên thầy để ý, thầy thấy tất cả các Phật tử mà thường hay tụng kinh thì thường thường sanh ra con nó biết đạo nhiều hơn. Còn nếu mà cha mẹ chỉ lo làm ăn buôn bán thì sanh ra đứa con nó cũng làm ăn buôn bán thôi. Tại đó sao? Tức là khách hàng của mình sanh vô làm con của mình. Cho nên khách hàng của mình sanh vô làm con của mình, cho nên nó cũng từng buôn bán giao dịch với mình. Bây giờ nó sanh ra, nó lớn lên, nó biết điều tức. Đó là sự thật. Còn bây giờ đó, nếu mà mình tụng kinh đó, thì những người biết tụng kinh, những người mà ưa thích cái này đó, tự nhiên họ tìm tới. Cho nên họ tìm tới để mà họ sanh vô cho mình.
Vì vậy đó mà chưa sáng được mắt, chưa sáng được tâm, nhưng mà nhờ tu theo kinh Pháp Hoa gọi là căn lành. Ngài Phổ Hiền gọi là có căn lành, thì nhờ căn lành này mà nó dẫn mình đi đi thọ sanh. Cho nên chỗ nào có tụng kinh, chỗ nào có chùa, chỗ nào có tu, thì thường thường đó, cái trung ấm thân chúng ta tới đó. Tới đó và ai có nhân duyên với ta, tức là ta thương cái ta sanh vô, ta làm quyến thuộc, ta làm quyến thuộc của cái gia đình đó, tự nhiên lớn lên đó, chúng ta đi vào đạo. Còn nếu mà khi mà chúng ta quán sát kỹ, chúng ta thấy được cái do vô minh thì sanh ra hành, ta nói vô minh nghiệp tướng thì sanh ra hành tướng. Hành tướng tức là cái tâm khởi lên, phải không? Tại do vô minh cho nên cái tâm ham muốn chúng ta khởi lên, cái tâm sân hận chúng ta khởi lên. Cho nên từ cái tâm sân hận này, từ cái ham muốn này, nó dẫn ta đi, nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, Đức Phật nói là quán sát cái nguyên nhân mà chúng ta sanh trên cuộc đời này đó, là quán sát ngược lại chúng ta thấy. Nên tại sao ta sanh trên cuộc đời này? Cho nên cái thứ nhất là vì ân quán, ân quán giang hồ, cho nên là tái sanh lại cuộc đời. Tại vì ta thương cái gia đình này, ta sanh vô, ta hận cái gia đình này, ta cũng sanh vô. Mà hãy thương mà sanh vô đó thì làm con hiếu thuận, mà hận sanh vô đó thì làm con ngỗ nghịch. Cho nên trong một gia đình mà có những người con rất hiếu thuận, có những người con rất ngỗ nghịch là ta biết. Tại vì trên cuộc đời này đó, ta sống đâu phải lúc nào ta cũng tốt, đâu phải ta đối xử với ai cũng tốt hết. Ta đã có người ta đối xử tốt, nhưng mà có người ta lại đối xử không tốt. Cho nên người không tốt á, thì họ hận mình, họ cũng làm quyến thuộc của mình, nhưng mà sanh vô để báo. Còn cái người mà ta đối xử tốt á, thì họ cũng là quyến thuộc mình, mà họ thương mình, họ sanh vô để họ trả cái ơn trước. Đó là từ cái vô minh này mà sanh ra cái hành tướng để dẫn chúng ta đi đạo thai. Vô minh duyên hành, rồi đó, lúc bây giờ đó hành duyên thức, tức là bắt đầu có nhận thức. Ta nên trong cái trung ấm thân nó có nhận thức. Nhận thức là cái người này ta thương cho nên ta tới, hay cái người này ta ghét ta tới ta báo thù. Từ cái thức này đó, thức này nó mới phân ra làm hai, trong đó nó có danh và sắc. Tức là danh là gì? Là tâm. Sắc là vật. Ta nói con người chúng ta đây nó được kết hợp bởi hai phần, cái phần linh hồn và phần vật chất. Nếu có cái linh hồn không mà không có cái vật chất á, thì chúng ta không có sự sống. Mà có vật chất không á, có cái tứ đại không á, mà thiếu cái linh hồn bên trong á, thì cũng trở thành xác chết. Thế nên hai cái này tách ra thì không có. Cho nên danh và sắc hợp lại mới thành ra con người chúng ta được. Tức là có tâm và có vật. Tâm với vật hợp lại mới thành ra con người. Mà tâm với vật cách ra đó thì chết. Tâm mà cách ra vật đó, thì tâm trở thành ma. Mà vật đó, mà cách ra tâm đó, thì vật có trở thành xác chết, phải không? Hai cái này nó trở thành vô. Cho nên cái này gọi là danh và sắc. Mà khi chúng ta có một cái danh và sắc rồi đó, thì lúc bây giờ đó, danh với sắc này nó tự hành hạ nhau. Cái lòng ham muốn nó làm cho cái thân này khổ thêm. Cái thân này khổ cho nên cái tâm cũng khổ theo. Cứ tâm khổ làm thân khổ, thân khổ làm tâm khổ. Hai cái này nó tự đày đọa nhau thôi. Tùy lòng chúng ta ham muốn cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới phải dắt cái thân này đi. Tùy ham muốn nhiều thì hành hạ cái thân nhiều, mà ham muốn ít thì hành hạ cái thân ít. Cho nên Đức Phật nói là tự nhiên hai cái phần này nó hành hạ với nhau. Mà khi hai cái phần danh và sắc ở trong con người chúng ta đó, nó đã tác động qua lại như vậy, tâm nó làm cho thân khổ, mà thân cũng làm cho tâm khổ. Đó là tự cái thân của mình đã có như vậy rồi. Nhưng mà khi đó có danh sắc, tức là có một con người chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ nó có lục nhập. Tức là có người thì nó phải có đối tượng với con người. Ta đã có đối tượng con người cho nên đây gọi là, Đức Phật gọi là lục nhập, có nghĩa là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Tức là có con mắt thì có nhìn thấy sắc, có lỗ tai thì có nghe tiếng, có phân biệt, có thân thì lại có đụng chạm, có lỗ mũi thì lại phân biệt mùi vị.
có ý thức thì mới nhận xét tất cả những cái này đó. Hai cái này đó, nó tự tiếp xúc với nhau, tên là lục căn và lục trần, không? Tên là sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì lúc bây giờ sanh ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Cho nên sám nguyên mạng mới gọi là lục căn lục trần vọng tác vô biên như tội nè. Nên tội lỗi sanh ra là do căn trần tiếp với nhau mà sanh ra tất cả các tội. Cho nên người trí thì người ta quan sát, ta thấy như vậy. Cho nên lúc bây giờ họ tu thì sao? Khi bắt đầu muốn tu nên thì ta gọi là bất giữ chư trần tác đối, tức là cách ly đi. Nên chúng ta cách ly đi. Thì bây giờ đó, cái trường hợp đó, khi chúng ta tu hành thì chúng ta không, mắt chúng ta không nhìn và phân biệt màu sắc bên ngoài nữa, để chúng ta bớt đi một phần cái vấn đề thức. Lỗ tai chúng ta cũng không nghe, ta tránh đi. Nó rõ là sáu cái giác quan chúng ta nó đóng kín lại, mà cái người tu thiền đó, họ dùng cái chữ gọi là bế quan. Tên là bế quan. Nhưng mà khi bế quan tu rồi đó thì tâm họ sáng lên đó, họ mới nhận, họ thấy, họ biết được những cái việc kỳ diệu. Cho nên bữa trước thầy đi qua bên Quảng Châu đó, thầy gặp một cái vị thiền sư. Cho nên gặp một cái vị thiền sư đó, mà ông này nó còn trẻ lắm, mà ông bế quan ở trên núi, ở trên núi không tiếp xúc với bất cứ ai hết đó. Như vậy là suốt 6 năm. Cho nên không tiếp xúc với tất cả mọi người nữa. 6 năm như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, ông nhận ra được một cái điều mà người khác thể nào biết được. Cho nên nhận ra được cái điều người khác không thể nào biết được á, thì chỗ này ta gọi gì? Tức là bí mật tạng. Bí mật tạng tức là cái cửa bí mật. Cái cửa bí mật mà đi vào ở trong đó, họ tu hành á, họ có những cái kết quả mà đây ta gọi là bất tư nghị, tức là không thể nào biết được hết. Không ai mà hiểu được hết. Tại sao ông hòa thượng này ông tu á, mình không biết ông tu sao? Ta đã thấy ông bế quan luôn suốt 6 năm mà không tiếp xúc với ai, không nói chuyện, không làm gì hết đó. Mà lúc bây giờ đó, xả thiền thất đi ra, thì lúc bây giờ đó, chánh phủ mới kêu mà cấp cho ông một cái khu đất trên 1.000 hecta để mà ông cất chùa. Cho nên cái này mình khó hiểu lắm. Tại vì họ tu trong cái tạng bí mật này đó, tại kinh Pháp Hoa là bí mật, cho nên cái thực của họ tu đó thì chúng ta không thể nào hiểu được. Vì vậy đó mà khi họ bế quan đó, thì chúng ta thấy tưởng họ ngồi im, họ không làm gì hết, không làm gì hết, nhưng mà tự nhiên họ sáng về trong, họ thấy được những cái việc, họ biết được những cái mà bây giờ thì chúng ta không thể nào biết được. Cho nên ông ta mới biết được cái chỗ này, cái chỗ này đó là có thể làm được cái chùa. Cái chỗ này có thể làm được cái chùa, và tự nhiên cái tạng bí chỗ này nhận ra được. Vì vậy đó mà ông tới chỗ này đó, thì lúc bây giờ đó, nhà nước cấp đất cho ông ta, mà Phật tử đem bỏ tiền vô để mà xây dựng cái chùa này. Xây dựng cái chùa này đó, thì ông ta nói với thầy đó, là cái trường hợp cái chùa này thì ông dự kiến chắc có lẽ là làm được đó, trong vòng độ chừng 8 triệu thôi, 8 triệu đô la thôi. Mà bế quan 6 năm mà đi ra các cái chùa nằm ở trong cái khu vực 1.000 hecta và có 8 triệu đô la để xây chùa, thầy thấy là lúc mà thầy qua đó thì thấy ông ta xây được phân nửa rồi. Nên chùa mình cũng xây được phân nửa rồi, chùa ông cụ này ông xây phân nửa. Ông nói là sang năm nữa thì ông khánh thành, ông sẽ mời thầy qua, qua để dự cái lễ khánh thành. Thì thầy nói là tất cả những người này họ tu bí mật, họ tu cái pháp bí mật, cho nên mình không biết được. Ở trong cái bí mật tạng, mình tụng kinh suốt cả đời mà mình không được gì hết. Còn ở đây người ta chỉ có bế quan 6 năm nói gì hết, nhưng mà người ta thành tựu một cái quả như vậy, cho nên vượt ra ngoài cái tầm hiểu của con người. Cho nên trên cái bước đường tu nó, cái khởi đầu chỗ này vô đây, chúng ta thấy viên giác cũng làm cái vấn đề bế quan, tức là không cho tiếp xúc với trần, căn với trần bắt cách ly nè. Cho nên khi mà cách ly đó thì thức cũng sanh. Cho nên thức nó cũng diệt theo. Tại vì không tiếp xúc thì làm sao mà có nhận thức.
Bây giờ ta nhìn ta thấy cái bình hoa này, ta mới phân biệt là hoa màu gì, hoa đẹp, hoa xấu, ta biết chứ. Nhưng bây giờ nó cách ly, chứ ta không nhìn nó nữa, thì ta làm sao ta biết được. Cho nên cái biết này cũng liền biến mất. Tại ta biết ở đây là vọng, cho nên ta bỏ đi. Cho nên bỏ cái thức, tức là cái hiểu biết của con người trên cuộc đời này, để người ta đi sâu vào trong nguồn tâm của người ta. Đi vào trong nguồn tâm, tâm ta sáng lên, ta thấy được thật tướng pháp. Cho nên cái thức là biết theo kinh nghiệm, nhưng mà cái tâm thì biết sự thật. Nên chỗ này Đức Phật ví như là cái người mù mà sờ mó vật để biết, nó khác với cái người sáng mắt mà họ nhìn thấy vật. Cho nên người tu đắc đạo với cái người đó mà tìm hiểu đó, hai cái này khác nhau là từ cái chỗ đó. Thì như vậy đó, danh sắc lục nhập rồi sanh súc, sanh súc tức là hai cái tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc với nhau thì thường thì ta sanh ra cái gì? Sanh ra thọ. Thọ Đức Phật nói là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tại trên trên cái bước đường tu hành chúng ta thì thường chúng ta hay rơi vào một là khổ hay là vui thôi. Cho nên cuộc đời này đối với mình lúc thì vui, lúc thì khổ. Khổ và vui, hết khổ tới vui, hết vui tới khổ. Mà bây giờ khi chúng ta tu thì Đức Phật biểu là dùng cái thọ thứ ba tức là xả. Khổ cũng bỏ mà vui cũng bỏ. Cho nên không nghĩ tới vui, không nghĩ tới khổ. Cho nên hai cái này không chi phối thì làm cho tâm chúng ta được yên đi. Thì trên bước đường tu quán như vậy đó, lần lần ta phá lần đó chứ. Tại vì trụ ở xã tức là không để tâm nữa. Tại ta để tâm đó, ta thấy nó đẹp, ta vui. Nhưng mà ta thấy nó xấu, ta khổ. Ta thấy cái hoa nó nở, ta mừng. Nhưng mà ta thấy hoa nó tàn thì ta buồn. Đấy. Thì cái trường hợp này nè, Đức Phật biểu mà ta bỏ cái này đi, gọi là xả. Ta nên nó nở cũng mặt nó, mà nó tàn cũng mặt nó, nó không dính gì tới ta hết đó. Thì như vậy ta an lạc đấy. Nên con người ta sanh trên cuộc đời này đấy, vì ta có một cái thọ, khổ thọ và lạc thọ, mà làm cho chúng ta ở trong sanh tử ta không ra được, ta không thấy được khác. Tại vì ta không thấy được cái chân lý, ta không thấy được được thật, mà ta chỉ thấy cái giả tướng bên ngoài thôi. Cho nên ta thấy nó khổ, ta thương. Ta thấy nó hung dữ, ta ghét. Nhưng mà nếu hay thực tướng ta thấy nó làm sao? Cái khổ hiện tại đây thì cái nhân từ quá khứ nó là gì? Cái hung ác của nó hiện tại đây là nhân từ quá khứ nó là gì? Cái phước lạc hiện tại đây là nhân từ quá khứ nó là gì? Mà biết rõ nhân quả rồi đó thì cái trường hợp ta thấy bình thản chứ. Thế nên nó tự nhiên. Hay là nếu mà ta tốt bụng một chút ấy, thì ta dạy nó. Bây giờ đó, con có phước rồi thì ráng lên mà tạo phước, chứ đừng để hết phước rồi sẽ khổ. Bây giờ đó, con có cái nghiệp rồi thì con ráng con trả cho hết cái nghiệp này thì con sẽ không mang nữa. Đây là sự đó là trên bước đường tu hành. Thế nên chúng ta nhìn để chúng ta thấy rõ cái này là sự thật của cuộc đời là nó vậy. Còn nếu mà chúng ta thấy nó khổ ta thương, ta thấy nó giàu chúng ta ghét như thế này thế khác đó, thì cái trường hợp này đó là chúng ta lại lẫn quẩn trong này. Rồi đó, từ cái chỗ ta lấy cái xả thọ ta chính rồi. Mà hay khi mà xả thọ rồi đó, ta không có cái nghĩ kia nữa thì cái gì để dẫn chúng ta sanh trên cuộc đời? Tức là không có lý do để sanh nữa. Cho nên từ ở chỗ đó sanh cũng chết, sanh cũng không có. Mà sanh không có đó thì cái trường hợp này già bệnh chết chúng ta không có. Tên ta đâu có cái thân tứ đại này đâu nữa mà ta bệnh, ta già. Cho nên chúng ta trở thành cái thân mà thân bất tử. Cái thân mà không già không chết này nữa, cái đó là pháp thân. Cho nên từ chỗ mà pháp thân thanh tịnh này đó, chúng ta sẽ đi vào cửa pháp quan. Cái người tu hành ấy, là thật là nó như vậy. Đầu tiên phải cắt bỏ hết tất cả các cái trần duyên này. Cho nên khi mà nhận ra được cái ý thức này đó, thầy mới nói là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Tại vì các Phật tử cứ hay thấy thuận thì vui, mà thấy nghịch thì khổ. Cứ thiết, tha thiết với cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải khổ truyền kiếp với cuộc đời này. Bây giờ nữa, trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, đó là duyên trần, cho nên thuận cũng được mà nghịch cũng không sao. Liễu ngộ pháp hoa chứng đạo thiện, đây là cái con đường mà chúng ta đi tới. Thứ hai tuần sau là thầy tiếp.